Volvo XC90 chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam tại triển lãm ô tô quốc tế Việt Nam vào năm 2017. Sau hơn 4 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, XC90 ngày càng chiếm được cảm tình từ phía người tiêu dùng Việt nhờ lối thiết kế tối giản nhưng vô cùng tinh tế, sang trọng, đậm chất Bắc Âu. Xe vượt qua nhiều cái tên gạo cội khác trong nhóm, XC90 đã xuất sắc giành giải thưởng xe sang cỡ trung gầm cao năm 2021 được tổ chức do báo điện tử VN Express bình chọn. Tại thị trường Việt Nam, đối thủ của XC90 là những cái tên sừng sỏ như Mercedes-Benz GLE, BMW X5 hay Audi Q7. Hiện nay, Volvo Việt Nam phân phối XC90 với tổng cộng là 2 phiên bản. Cụ thể, Volvo XC90 B6 AVKD Encryption có mức giá bán niêm yết là 3 tỷ 950 triệu đồng. Volvo XC90 T8 Recharge có mức giá bán niêm yết là 4 tỷ 490 triệu đồng. Volvo XC90 2022 sở hữu diện mạo sang trọng, đẳng cấp, đậm chất Bắc Âu, không hề lép vế khi đứng cạnh các đối thủ đến từ Đức. Theo công bố từ nhà sản xuất, mẫu SUV này có kích thước tổng thể dài rộng cao lần lượt là 4.953mm x 1.958mm x 1.776mm, chiều dài trục cơ sở đạt 2.984mm. Nhìn từ trực diện, Volvo XC90 2022 gây ấn tượng mạnh với người nhìn với bộ lưới tản nhiệt kiểu lòng chảo đặc trưng của hãng xe Thụy Điển. Bên trong bao gồm 17 thanh nan đặt dọc và xếp cách đều. Các thanh nan này đều được phủ một lớp sơn bóng tạo vẻ sang trọng cho phần đầu xe. Nằm ở giữa trung tâm là phần logo Volvo mạ chrome, đường cắt chéo logo tạo nên sức đặc trưng cho phần đầu của các mẫu xe đến từ Thụy Điển. Cụm đèn chiếu sáng phía trước được gọt rũa sắc sảo, có hiệu năng chiếu sáng tối ưu với đèn pha full LED tích hợp hệ thống rửa đèn áp suất cao. Đích kèm là giải đèn LED ban ngày, có thiết kế lấy cảm hứng từ chiếc búa của Thọ, mang đậm chất ADN của Volvo. Tiến tới phần hông xe, Volvo XC90 2022 toát lên vẻ khỏe khoắn với bộ vành khủng 20 inch, sử dụng cấu trúc đa chấu. Cặp gương chiếu hậu ghi điểm với cách bố trí tách rời khỏi trụ A giúp hạn chế điểm mù. Đồng thời tích hợp tính năng gập chỉnh điện, tích hợp đèn xi nhan báo rẽ, camera 360 độ. Nhìn từ phía sau, khách hàng có thể dễ dàng nhận ra Volvo XC90 2022 với cụm đèn hậu hình chữ L kéo dài lên tận phía trần xe. Ngay trung tâm là dòng chữ Volvo, góp phần tăng cường độ nhận diện. Phần cản ba đợt sốc dưới sơn mạ chrome khác màu thân xe, đi kèm với đó là hai ống xả hình ngũ giác cân xứng hai bên, giúp phần đuôi của XC90 trở nên rất hoành tráng. Khoang nội thất của Volvo XC90 2022 có thiết kế tối giản, không cầu kỳ như các đối thủ đến từ Đức nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng và đẳng cấp. Bước vào bên trong khoang lái, các bạn sẽ ấn tượng ngay với phần màn hình trung tâm giải trí kích cỡ 9,7 inch đặt dọc đang trở thành xu hướng mới của ngành ô tô, đặc biệt là xe điện. Chi tiết đắt giá nhất phải kể tới đó chính là cần số pha lê tinh xảo được chế tác thủ công từ các nghệ nhân tại Orifor. XC90 2022 sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da tích hợp nhiều nút bấm tiện lợi. Ngay phía sau là bảng đồng hồ kỹ thuật số có kích thước 12 inch, hiển thị sắc nét các thông số vận hành. Toàn bộ ghế ngồi trên xe đều được bọc da Nappa cao cấp, mang đến cái nhìn sang trọng và trải nghiệm êm ái. Trong đó, hàng ghế trước có tính năng chỉnh điện, nhớ vị trí, làm mát và sưởi ấm. Hàng ghế thứ hai trên XC90 2022 có chỗ để chân rất thoải mái nhờ lợi thế trục cơ sở dài lên tới 2.984mm. Đi kèm với đó là có tính năng làm mát sưởi ấm, ba tựa đầu, bệ tì tay, cửa gió điều hòa riêng giúp hành khách cảm thấy thoải mái. Xe được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh panoramic, giúp người ngồi trong xe sẽ cảm thấy vô cùng thoáng đãng khi di chuyển vào những khu vực du lịch. XC90 2022 có dung tích khoang hành lý tiêu chuẩn là 680 lít, mang đến không gian chứa đồ rộng rãi. Khả năng làm mát của xe cũng không có gì để phàn nàn, với dàn điều hòa tự động 4 vùng độc lập. Hàng ghế sau còn được phục vụ bởi các cửa gió có kích thước lớn. Những tín đồ âm nhạc sẽ cảm thấy vô cùng phấn kích với dàn âm thanh Bauer Whiskey 19 loa, công suất 1.400 W đến từ Anh Quốc. Điểm đặc biệt của dàn âm thanh này là có tới 4 chế độ khác nhau, ví dụ như Studio, Concert, Jazz Club, InVideo. Ngoài ra, danh sách hệ thống giải trí trên Volvo XC90 2022 còn có màn hình cảm ứng trung tâm Sensor 9,7 inch, hệ thống thông tin giải trí Sensor Connect, hệ thống kết nối với Apple CarPlay, Android Auto, chìa khóa thông minh, khởi động bằng nút bấm.
Volvo XC90 B6 AVKD Inscription 2022 sở hữu khối động cơ xăng i4 2.0 lít mild hybrid tăng áp kết hợp với siêu nạp. Cỗ máy này sản sinh ra công suất tối đa lên tới 300 mã lực. Mô men xoắn cực đại đạt 420 Nm tại 2.100 tới 4.800 vòng trên phút. Trong khi đó, Volvo XC90 sử dụng khối động cơ T8 2.0 lít tăng áp và siêu nạp. Đi cùng với đó là motor điện tạo ra công suất lên tới 400 mã lực và đạt 640 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian AVKD thông qua hộp số tự động 8 cấp Keystonic. Điều này giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 chỉ trong vòng 6,7 giây. Xe có 5 chế độ lái bao gồm Eco, Comfort, Dynamics, Off-Road và InVideo. Trong đó, nổi bật nhất là chế độ InVideo cho phép chủ nhân tùy chỉnh các thông số theo sở thích cá nhân. Tương tự các mẫu xe mới ra mắt của Volvo, XC90 2022 cũng được tích hợp tính năng Volvo OnCar, bao gồm hai nút bấm khi người dùng cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ các cơ quan chức năng và tổng đài hỗ trợ khách hàng của Volvo tại Việt Nam. Bên cạnh đó, XC90 2022 còn sở hữu danh sách an toàn khủng gồm những tính năng như hệ thống an toàn chủ động City Safety, hệ thống hỗ trợ người lái nâng cao Pilot Assist, hệ thống kiểm soát hành trình chủ động, hệ thống cảnh báo người lái, hệ thống nhận diện thông tin biển báo giao thông, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo di chuyển cắt ngang, cảnh báo va chạm phía sau, camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe bán tự động, kính cường lực nhiều lớp, màn hình HUD. Vừa rồi là những chia sẻ chi tiết về chiếc xe Volvo XC90 2022. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tham gia theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.